Chào các anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu tại sao khu đô thị 5 sao là một nơi đáng sống và đáng đầu tư nhất chỉ sau Phú Mỹ Hưng. Khu đô thị 5 sao này đã phát triển và cách đây 10 năm, bây giờ thì người ta đã xây nhà rất nhiều, cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh. Và lý do thứ nhất đó là một nơi rất bình yên. Ở đây mình có thể vui chơi thoải mái và không sợ bị tiếng ồn hay là ô nhiễm không khí. Ở chỗ này thì rất trong lành và rất bình yên. Một cuộc sống không quá xô bồ nhưng không quá xa trung tâm thành phố, và mình có thể có tất cả các tiện ích xung quanh đây. Tại đây thì không quá nhiều xe cộ đi lại và không bị ô nhiễm tiếng ồn. Thứ hai là ở đây không khí rất trong lành. Khu đô thị này cách đây 10 năm thì người ta đã trồng cây xanh rất nhiều ở hai bên đường cũng như công viên. Và chỗ này thì không có gần những khu công nghiệp hay là không có xe cộ đi lại, cho nên không khí rất trong lành các anh chị ạ. Ở đây mình rất thích, và chiều ra đây uống cà phê ngắm cảnh, hít thở không khí thì rất tuyệt vời các anh chị nhé. Điều thứ ba mình nói tới là ở đây là một khu đô thị có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Ở đây thì điện đi âm hết và nước máy đã có sẵn. Tất cả các đường xá ở đây đều được quy hoạch rất bài bản. Đường trải nhựa hết và vỉa hè là 3 m. Hệ thống cây xanh, công viên, hệ thống shop house, trường học đã được quy hoạch rất bài bản cho khu này. Chính vì thế đây là một nơi rất đáng sống và rất đáng đầu tư chỉ sau Phú Mỹ Hưng thôi. Khu này nó quy hoạch theo hình mẫu của Phú Mỹ Hưng, cho nên ở đây là một nơi rất tuyệt vời các anh chị ạ, không quá xa trung tâm thành phố nha. Điều thứ tư đó là khu này không quá xa trung tâm thành phố và mình có thể di chuyển về thành phố chỉ khoảng 10 đến 15 phút thôi. Đường xá rất rộng rãi và kế bên dự án mình có cái đường cao tốc. Sau này mình cao tốc thông, mình có thể di chuyển về thành phố rất gần, chỉ trong vòng khoảng 7 phút. Và mình có thể di chuyển ra sân bay Long Thành rất gần luôn các anh chị nha. Đây là khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây các anh chị ạ, trên đường Đinh Đức Thiện và kết nối với quốc lộ 1A, đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh cũng rất gần các anh chị nha. Về Bình Tân chỉ khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi. Trong này người ta đã xây dựng rất nhiều nhà và hiện tại dân cư ở rất sung túc, rất nhiều xe hơi. Thứ năm là khu này có tiềm năng tăng giá rất lớn các anh chị ạ. Ở trong này thì giá còn đang rất rẻ so với những dự án khác. Những dự án khác giá từ 4 đến 5 tỷ một nền đất, trong khi khu này chỉ giá từ khoảng 1 tỷ 9 một nền. Đó, nhà thì khoảng tầm 2 tỷ 6, 2 tỷ 7, 2 tỷ 8 là có một căn 5 x 20 rất đẹp rồi. Trong khi mình đi rất nhiều các dự án khác và còn xa hơn ở đây rất nhiều thì người ta đã chào giá từ 2 đến 3 tỷ một nền đất các anh chị nha. Thậm chí mình lên Túc Bình Phước thì giá cũng 1 tỷ mấy, 2 tỷ một nền đất rồi. Trong khi ở đây là rất gần trung tâm Sài Gòn, cách chỉ có khoảng 10 phút đi xe máy thôi. Thì ở đây là một nơi rất tuyệt vời để đầu tư các anh chị. Thứ hai là nhà cửa rất sung túc rồi, xây dựng rất nhiều. Và thứ sáu là khu dự án này đã có sổ hồng sẵn. Mình đầu tư rất yên tâm ở nơi nào mà mình có sổ cầm tay luôn các chị nha. Ở đây mua bán thì giao dịch là sang tên trong ngày luôn, vì mình đã có sổ sẵn và ngân hàng luôn luôn cho mình vay các chị nha. Nếu mình đầu tư hoặc là mình mua ở, mình có thể dùng đòn bẩy tài chính của ngân hàng. Chỉ cần khoảng 1 tỷ là mình có thể sở hữu một lô đất ở trong này cộng với đòn bẩy tài chính bên ngân hàng các chị nha. Lãi suất rất tuyệt vời. Hiện tại thì
Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một lô đất hay là ngôi nhà trong dự án 5 sao này các anh chị nha, như là một Phú Mỹ Hưng thứ hai. Và lý do thứ bảy đó là như mình đã nói là đây là một dự án đất còn rất rẻ các anh chị ạ, rất rẻ, chỉ khoảng từ 1 tỷ chín một lô, và trong đó thì mình có thể vay ngân hàng 1 tỷ rưỡi đó. Các anh chị có thể sở hữu một lô đất ở đây thì tuyệt vời, mình chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu thôi cũng sở hữu được rồi đó. Mình có thể dùng đòn bẩy ngân hàng để mình sở hữu đất ở đây, một nơi rất tuyệt vời, không quá xa Sài Gòn và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nhà cửa đông đúc, tất cả các dịch vụ ở trong đây đều có rất nhiều, các anh chị, cà phê, khách sạn, công ty, khu vui chơi, mua sắm đều rất tuyệt vời trong này các anh chị nha, không quá xa trung tâm Sài Gòn. Và đây là cơ hội để mình đầu tư cũng như là mình mua vào cái dự án này các anh chị nha. Sắp tới thì có những cái dự án khác giá rất cao nhưng cơ sở hạ tầng thì phải chờ 10 năm thì cây cây xanh nó mới mọc như vậy. Cho nên đây là một nơi đầu tư vào rất tuyệt vời các anh chị ạ. Đó, cái đường cao tốc kế bên dự án luôn. Mình có thể sau này mình có thể đi xe lên đường cao tốc rất gần các anh chị nha, và ra khu vực trung tâm như là quận 9, quận 2 rất rất nhanh, và sau này mình cũng di chuyển về sân bay Long Thành trên đường cao tốc cũng rất nhanh các anh chị nha. Đây là một lô góc đẹp nhất bên mình nha, và vẫn còn các anh chị muốn sở hữu thì hãy liên hệ với mình. Đó. Một lô góc ba mặt tiền. Kế bên đối diện thì có một công ty cũng có một cái lô góc và người ta đã xây dựng văn phòng công ty được các anh chị nha. Nếu các anh chị có nhu cầu về lô góc này thì mình xin giới thiệu sơ, đó là giá của nó là 3 tỷ 8 và diện tích là 100 mét vuông các anh chị ạ. Đó, lô góc này ngay ngay đầu đường cổng của dự án đi vô là mình thấy cái lô góc này luôn. Đó, từ cái cột này đi ra tới ba mặt tiền này luôn. Đó, đây là một mặt. Và mình đã giới thiệu 7 lý do để các anh chị có thể lựa chọn cái dự án khu đô thị mới 5 sao của nhà ra kế bên đường Đinh Đức Thiện luôn. Và mình có giao thông rất thuận tiện vì có đường cao tốc cũng như đường Đinh Đức Thiện kế bên dự án luôn. Và nếu các anh chị nào có nhu cầu về bất động sản trong này thì hãy liên hệ cũng như đăng ký kênh giúp mình. Mình sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất trong khu này cho các anh chị xem nha. Mời các anh chị xem tiếp nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khách hàng, hôm nay mình sẽ đóng vai Lộc Phụ Hồ. Nói vậy thôi chứ hôm nay mình sẽ giới thiệu một lô đất ở trong khu dự án 5 sao. Các anh chị thấy ở trong khu vực này đang xây dựng rất nhiều và các nhà đã mọc lên rất nhanh các anh chị. Và đây là cái đường chính đi vô cái dự án của mình, đã có khách sạn và có cả cà phê vân vân. Đây là đường Đinh Đức Thiện, cổng của dự án. Đường Đinh Đức Thiện này kết nối với chợ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây tới dự án của mình. Đây là khu đô thị mới 5 sao, một khu đô thị rất cao cấp. Đây là cổng chính của dự án. Đó, bây giờ mình cùng đi vô phía trong của dự án xem những cái lô đất ở trong này. Và các anh chị có thể để ý không? Hai bên là mình đều có xây dựng nhà mới, đang xây dựng rất nhiều. Đó. Đường xá rất đẹp và đường ở đây là trải nhựa hết, điện là điện âm. Đó. Đây là đường số 9 của dự án nha, ngay cổng dự án quẹo trái luôn. Đó là một cái quán cà phê. Quán cà phê Gold Coffee, và đây là cái đường mà
Mình có mấy lô đất ở đây, các anh chị để ý hai bên đường đều đang xây dựng rất nhiều luôn. Đó, xây dựng khắp nơi luôn các anh chị, một trệt ba lầu. Đây là con đường đi vô cái lô đất của mình. Đây chỗ này người ta cũng đang hạ thổ luôn. Đó, đổ đóng cọc bê tông. Và đây là cái khách sạn Hồng Hoàng Lâm. Mình có một cái lô đất đối diện ở đây, là lô đất này có diện tích là ngang 5 mét rưỡi, dài 20 mét. Hướng tây luôn, hướng chính tây. Đường trước nhà là đường nhựa 9 mét luôn nha. Cái lô đất này là 2 tỷ 450, mình đã giới thiệu rồi. 2 tỷ 450 đó, đối diện với khách sạn. Ngang 5 mét rưỡi, dài 20 mét, đó cái lô chỗ DV22. Và tiếp theo mình giới thiệu hai lô đất nữa ở đây, ở cái đường này cũng là đường số 9 luôn, nhưng mà là hướng đông như các anh chị, đối diện với cái lô đất của mình là hướng tây. Và lô này là 5 x 22, hướng đông các chị, đường 9 m, và đây là đường số 9 luôn nha. Đó, hai lô đất ở đây. Đó, tổng cộng đường này mình có tới 3 lô đất. Nếu các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình nha, để mình biết được giá cả như thế nào. Đó, cái lô đất này là hướng chính đông như các anh chị, 5 m nhân với lại 22 m. Đó, sổ hồng riêng, đã có sổ và ngân hàng hỗ trợ tới 70%. Đây, hai lô đất này kế bên lô góc của mình nha. Đó là đường chính của dự án luôn, đường số 9 đi vô cổng là vừa trái liền, ngay cái đường đi vô khách sạn Hoàng Lâm và quán cà phê Gold Coffee nha. Đó, đường xá rất rộng rãi và rất đẹp, đường trải nhựa. Lề đường là 3 m và lòng đường là 9 m luôn các anh chị nha. Ở đây là một cái đường rất đẹp trong dự án của mình. Đó, xung quanh nhà cửa đã xây dựng rất nhiều, đó xây dựng khắp nơi luôn các anh chị ơi. Và khi mà mình thấy nhiều nhà cửa đang xây dựng như này thì mình đầu tư vô sẽ sinh lợi rất cao các anh chị, sinh lợi hoàn toàn rất nhanh luôn. Vì mình có dân ở thì lúc đó dịch vụ mới phát triển nhiều và đất đai nó mới tăng giá các anh chị nha. Đó, và có sổ hồng sẵn luôn, có sổ hồng riêng luôn, và mình yên tâm đầu tư có sổ luôn các anh chị nha, không phải là một dự án mà mình phải chờ sổ. Hạ tầng ở đây thì tuyệt vời được các anh chị, cây xanh rồi đường xá rất tuyệt vời. Đó, cái dự án này đã phát triển hơn 10 năm, và gần đây cách đây khoảng tầm 3 năm, 3 năm đổ lại đây thì người ta mới bắt đầu xây dựng nhiều. Đó, về về ở rất nhiều dân Sài Gòn xuống đây ở không các anh chị, rất nhiều dân Sài Gòn xuống đây. Đây là cái đường số 9 nha các anh chị. Đường số 9 và đi vô cổng dự án là mình quẹo trái luôn. Thì ở cái đường này mình có 3 lô đất nha. Và mình có giới thiệu một lô 5 mét rưỡi nhân 20. Đó. Và cái lô đó có giá là 2 tỷ 450. Ngân hàng hỗ trợ 70% nhé. Và gần cái cổng của dự án luôn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một lô đất 6 m nhân 15 m và hướng đông bắc nha, có giá là 2 tỷ. Đó, đây là cái đường đi vô. Tiếp theo cái đường đi vô của cái lô đất của mình. Chỗ này là công viên cây xanh nha các anh chị. Đó, một cái công viên rất rộng. Đó. Ở ngay chỗ công viên này mình có lô đất dành cho xây biệt thự các anh chị nha, lô hai góc hai mặt tiền. Có diện tích là 208 mét vuông. Nếu các anh chị có nhu cầu thì liên hệ với mình sẽ báo giá cho các anh chị nha. Đó là lô góc hai mặt tiền và có diện tích là 208 mét vuông. Đó. Đây mình đang đi lên xuống cái lô đất của mình, là lô đất có diện tích là ngang 6 mét và dài 15 mét. Hướng đông bắc như các anh chị, cũng xây dựng rất là nhiều. Đây, hướng cái lô A29 này là lô của mình nha. Và có diện tích là 6 x 15, xây dựng tự do. Giá là 2 tỷ và ngân hàng hỗ trợ cho mình là 70% các chị nha. Đó, đây là đường số 5. Xung quanh xây dựng rất nhiều các anh chị đang xây dựng. Đó, cái lô đất này là đổ cát chuẩn bị xây nhà đó. 6 mét nhân 15 mét tuyệt đẹp luôn các anh chị ơi, xây nhà thì tuyệt vời. Hoặc là mình đầu tư cũng rất tuyệt vời các anh chị nha. Xung quanh là cơ sở hạ tầng hoàn thiện và rất nhiều những nhà đang xây dựng mới.
khắp nơi mình đều thấy xây dựng cái gì nhỉ? Đó. Đây là lô đất của mình A29 nha, ngay cái chỗ xe máy này đang đứng này. Đó. Và ở trong này công ty cũng rất là nhiều các anh chị ạ. Cho nên là khu này cách chợ khoảng 1,5 cây thôi, cách chợ Bình Chánh các anh chị. Đó, cây sở hạ tầng tuyệt vời, đây là công viên cây xanh những anh chị gần bên lô đất của mình. Một nơi rất trong lành và sống ở đây rất thích các anh chị. Đó, có ban quản lý luôn các anh chị nhé. Đường xá tuyệt vời không ạ? Như là Phú Mỹ Hưng. Nếu mà mình quay như vậy mà mình không để chú thích thì các anh chị sẽ nhầm tưởng đây là Phú Mỹ Hưng các anh chị nhé. Và đây là một khu kiểu mẫu cũng giống như của Phú Mỹ Hưng, được đầu tư rất bài bản, trồng cây xanh và điện máy, tất cả là điện âm luôn các anh chị nha, nó không lằng nhằng như trên Sài Gòn đấy. Đường chạy nhựa tuyệt vời luôn, lề đường là mỗi bên là 3 mét luôn các anh chị ạ. Điện âm hết và cây xanh rất nhiều các anh chị, một nơi sống rất trong lành đó. Rồi mình đã đi về cái quán cà phê ở đường số 9, hồi nãy mình đã giới thiệu mấy lô đất ở đây nha. Đây mình sẽ quay một số cảnh với các anh chị trong dự án này nha. Đó, đây là ngay chỗ cổng dự án đi vô này, mình sẽ thấy cái đường chính có xe máy đang chạy đó. Đó là đường số 1 các anh chị, và quẹo trái vô là đường số 9 các anh chị. Ngay mình sẽ đụng cái quán cà phê này là đường số 9 nha các anh chị. Và mình có mấy lô đất ở đây, 5 mét rưỡi nhân 20, 5 mét nhân 22 nha, hướng tây và hướng hướng đông nha các anh chị. Đường này đó, cái đường này đường số 9 xe máy đang chạy đó. Đang xây dựng rất nhiều luôn các chị đó, xây dựng rất nhiều luôn đó. Tuyệt vời các anh chị, ở đây một nơi rất đáng sống các anh chị nha, và mình có thể tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt vời nhất các anh chị ạ. Và tất cả các nền đất hay là nhà ở đây đều có sổ rồi các anh chị. Đây đây là một công ty đang xây văn phòng các anh chị nhé, một công ty bất động sản rất lớn đang xây văn phòng đó. Đối diện với cái lô đó mình có lô góc các anh chị nha, lô góc và ba mặt tiền đó, ngay chỗ này luôn, cổng dự án đi vô. Và nếu như các anh chị có nhu cầu về những lô đất trong này các anh chị và những căn nhà thì các anh chị hãy liên hệ và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhé các anh chị. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại nha. Các anh chị nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh mình nha. Xin cảm ơn. Chào quý khách hàng, hôm nay mình đang đứng ở cái lô góc hai mặt tiền có diện tích là 208 mét vuông, một chiều là ngang 12 mét và một chiều là 18 mét. Cái chiều 12 mét là hướng nam, còn chiều 18 mét là hướng tây các anh chị nha. Đó, cảnh quan rất tuyệt vời. Đây là lúc hoàng hôn các anh chị nha. Đó, tuyệt đẹp, cảnh ở đây rất tuyệt đẹp. Cái lô góc này nằm nhìn ra công viên các anh chị nha. Đường trước là 8 mét và một đường là 9 mét các anh chị nha. Đây mình đi cùng một vòng trong công viên này cho các anh chị xem. Ra cái lô đất của mình rất gần các anh chị, xung quanh đang xây dựng rất nhiều. Cái lô này có giá là 4 tỷ rưỡi các anh chị ha. Và tất cả 208 mét vuông là thổ cư 100%. Đây là cái lô góc của mình này. Lô góc hai mặt tiền. Đó. Mặt này là 12 mét hướng nam. Và mặt hướng ra công viên là 18 mét là hướng tây các anh chị nha. Đó, cảnh đẹp không các anh chị? Rất đẹp. Đường xá là rất tuyệt vời, được đổ nhựa hết. Điện ở đây hoàn toàn là điện âm. Và xung quanh dân cư ở đã rất đông đúc. Khu này là một khu cao cấp,
Và cái lô này là mình để xây biệt thự các anh chị nha. Rất lớn, và cái lô này chỉ có những người có tài chính rất lớn thì mình có khả năng sở hữu. Đó, cảnh rất đẹp các anh chị, đây là hoàng hôn các anh chị nha. Mình quay lúc khoảng 5:30. Đó. Tuyệt đẹp, kế bên mình có cái nhà đã xây. Đây cái lô đất của mình. Đó, cảnh đẹp không ạ? Mặt trời đang lặn xuống. À, bây giờ mình cùng đi ra cái cổng chính nha. Ở đây rất an toàn và không có nhiều xe cộ, cho nên là con nít có thể chơi thoải mái luôn. Nếu mình có con nhỏ thì có thể yên tâm nha. Ở xung quanh dân cư ở đã rất đông đúc. Đó, mình chỉ chạy một đoạn là ra cái đường chính luôn, có quán cà phê này và ra cổng chính luôn các vị. Trong đây có khách sạn, có quán cà phê và rất nhiều các công ty đang xây dựng trụ sở ở trong này, một nơi làm việc rất tuyệt vời. Cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây mà thôi. Đó, và cái nhà xa xa là một công ty đang xây dựng văn phòng để ở. Đó, một cảnh hoàng hôn rất tuyệt vời. Cái đường này là đi xuống cái lô góc của mình. Còn đây là cái đường Đinh Đức Thiện. Đó, đường Đinh Đức Thiện chạy vô thẳng cái cổng của dự án của mình luôn. Đây là khu đô thị 5 sao. Đó. Khu đô thị mới 5 sao, một khu rất đẳng cấp. Có thể nói là có 102 ở Bình Chánh. Không một nơi nào đẹp hơn chỗ này luôn. Chiều chiều rất nhiều người ra đây thả diều. Đó, rất đẹp. Đây là lúc khoảng 5:30 chiều. Đây là cung đường chính của dự án. Và mình rẽ trái thì có nhiều quán cà phê và có khách sạn. Đó, mình sẽ chạy xuống trục đường chính này luôn. À, qua công viên và bên tay trái. Khi mà rẽ trái vô công viên thì sẽ là cái đường vô cái lô góc của mình luôn. Lô góc của mình có diện tích là ngang 12m và dài 18m. À, bên tay trái là công viên và cái đường này nó ra cái lô góc của mình luôn. Và đây là đường Đinh Đức Thiện kết nối với dự án của mình, chợ Bình Chánh và quốc lộ 1A. Đường này cũng rất nhiều các công ty và các khu công nghiệp đi qua đường này, cho nên là buổi chiều sẽ rất đông đúc, các xe đưa đón công nhân hoặc hay là những người đi làm về rất nhiều luôn. Đó, cái lô đất của mình diện tích là ngang 12m, dài 18m, thích hợp mình có thể xây biệt thự tuyệt vời luôn. Có giá là 4,5 tỷ các anh chị nha, bao sang tên giấy tờ luôn. Nếu các anh chị có nhu cầu vay ngân hàng thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các anh chị về thủ tục pháp lý vay ngân hàng vân vân. Và nếu như các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại của mình. Và hãy nhớ đăng ký kênh để mình cùng theo dõi tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các anh chị nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh mình nha. Xin cảm ơn.